Xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đến với kênh của mình nha. Tiếp tục video này mình sẽ hướng dẫn các bạn claim 50 triệu tốc cần có ký hiệu là Panda Chain nha các bạn. Thì con này chạy trên nền tảng BNB Smart Chain. Hiện tại nó trong chương trình bán hàng free sale nha tất cả các bạn. Và chương trình airdrop này nó bắt đầu từ ngày 18 tháng 5 và kết thúc vào ngày 18 tháng 6 và sẽ list trên sàn PancakeSwap vào ngày 20 tháng 6 nha các bạn. Thì các bạn có thể swap được. Để tham gia giá hôm nay các bạn click phần link mô tả dưới video, mình mở cái địa chỉ di chúc của dev ra của mình các bạn. Rồi các bạn chọn vào mục dash nè. Các bạn dán vào các bạn. Rồi các bạn bấm nút gỡ đi nè các bạn. Các bạn lưu ý nha các bạn chọn mạng BNB Smart Chain trên đây nè các bạn. Rồi các bạn nhấp vào claim airdrop nè các bạn. Để mình kết nối các bạn. Đấy. Claim airdrop nè, máy mình quá nhẹ vậy. Rồi các bạn sẽ tốn phí mạng rất là thấp luôn các bạn, 0.00056 của khoảng 0.2 USDT các bạn. Các bạn bấm chấp thuận nè. Rồi sau khi các bạn claim xong thì các bạn bắt đắp lại với chút wallet của mình nha các bạn. Thì diện thì các bạn copy con sắt của nó các bạn. Để mà hồi mình qua trang BC scan mình kiểm tra luôn các bạn. Rồi các bạn dán con sắt nó vào nè. Panda Swap S20 nè, hiện tại nó đã rồi mình đã nhận được 500 triệu token Panda nè các bạn. Đây để mình coi hiện tại các bạn có thể mua free sale nó nha các bạn. Các bạn mua free sale nè, min tối thiểu là 0.01 và max là 10 BNB nha các bạn. Để mình qua bên trang BC scan chat nè các bạn. Tổng khung là bao nhiêu các bạn sao chép nè. Và các bạn vì máy mới mình làm cộng các bạn. Và gõ BC scan. Các bạn dán con sắt nó vào các bạn. Con sắt của mình chứ. Rồi bạn bắt bạn tìm kiếm. Bạn lướt xuống. Và các bạn để mình tìm tục cần Panda các bạn. Các bạn chờ mình chút xíu nha các bạn. Đâu rồi ta? Mình quá nhiều tục cần nên khó tìm quá. Đây nè các bạn. 3, 6, 9, 12, 15. Tổng cung nó có tới 50 tỷ đó. Cũng khá là thấp các bạn. Hiện tại có 14.647 holder các bạn. Rồi ok, như vậy mình đã hướng dẫn trong web nó đang update các bạn. Ok, vậy mình đã hướng dẫn các bạn claim 50 triệu token Panda đến đây cũng kết thúc các bạn. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.